giao lưu anh em một quay rõ dưới hòn anh mọc nha anh em. Cây cực kỳ đẹp nha. Rồi đo cái quanh góc bờ cho anh em xem nha. Cây có hành bề là 180 nha anh em. Hồi này trọng lượng này khoảng tầm là 150 kg nha anh em nha. Cao 1m2. Chiều cao 1m2. Hoành sát bờ 180. Hàng lên co lắc nu sùng. Bề cốt có ôm đá nè anh em. Nu mớp méo. Cây khá là dương cây nha anh em. Một cái bề rễ rất đẹp. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em hết nha.